Hello, hello. Sau đây chúng tôi trân trọng giới thiệu các thành phần tham dự vào cuộc biểu tình ngày hôm nay. Xin welcome phái đoàn cộng đồng Bắc Cali từ San Jose. Thưa cùng toàn thể quý Phật tử và đồng hương tị nạn cộng sản. Kính thưa quý vị, hầu hết anh chị em tị nạn cộng sản ở thành phố Sacramento đã biết tin chính thức theo như lời mời của thượng tọa Thích Chân Tín trụ trì chùa Hoàng Pháp một tại Việt Nam, một cơ quan.
nhưng đã trả lời, trả tay, xin quá trình. Neighbors, we are very happy that you are here to support us, to support our cause. And we want to make sure that there will be no place for communists here, right here in this area or anywhere else where the freedom-loving people live. We thank you, our dear neighbors, for your hospitality, for your support to help us during our protest today. Thank you very much. They don't have the purple. And the culture lost in front and they took it up the auto. Elk Grove, all the grass ground. Sure. Hello, how are you? I'm fine. Thanks so much for your support. Well, I'm just reporting it today. Yeah. Please, could you please support us? Because we have free demonstration.